the edge of the window as I watch the rain fall. I hear the wind blowing in a very strange direction. Yeah, yeah. Across in the alleyway, something is underway. A woman's lost her mind. She says she's left, but she's been clearly left behind. I drop from the windowsill and sit and watch with a chill. The woman, she's clearly mad. She walks in a circle as she draws in the air, and she softly replies as if someone was there. I have to go now, it's time, so I'll say goodbye. C'est la vie, that's life for me. No, I can't stay one more night, time to take flight. So happily, just look and see. I sat there in horror, just watching her spin, as she carved through the air with a demented grin. Spinning and twirling, her eyes were alight with a fire that pierced through the darkness of night. Oh, what can I do now to help this poor woman? She's lost in a world of dreams and delusion. I let out a sigh as I drew this conclusion and left her alone so she could live her illusion. Yeah. Da 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 da. Yeah yeah. Da 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 da. Yeah yeah. I was walking along the street, minding my own business, but I had to give my attention to what I saw. Yeah, yeah. A man and a woman, they sat on the grass, both drinking some wine from a single one glass. But all of a sudden, the man was struck with awe. Thành phố Hồng nè, bác chỉ con cho tình nguyện nè. Có nhiều cái dự án mới hơn, hoành tráng hơn sẽ đến với Hà Nội Bank, cũng như là tất cả các nhân sự sẽ ngày càng sức khỏe sẽ nhiều hơn, cũng như là ngày càng phát triển về cái bộ máy trong cơ cấu công ty, cũng như là nhân sự sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Chúc mừng Hà Nội Bank trong 1 tuổi. Happy day. Hello mọi người, thế là Hà Nội Bank đã được đón sinh nhật 1 tuổi thì qua tuổi mới, chúc Hà Nội Bank ngày càng có nhiều dự án hơn nữa, cộng tác với nhiều đối tác hơn, và đặc biệt là chúc cho tất cả các thành viên của Hà Nội Bank nhiều sức khỏe để chúng ta có thể chiến đấu trong không những là 1 năm 2 năm mà với nhau một thời gian dài hơn nữa. Happy birthday. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì cuối cùng Thi cũng đã đi với Hà Nội Bank trong 1 năm. Thì kết thúc hai event 1 năm mới, tuổi mới nè, sẽ thực hiện nhiều thành công và thịnh vượng hơn. Và bên cạnh đó thì cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, cũng như là tất cả mọi người, anh em đồng nghiệp cũng đã hỗ trợ Thi trong suốt 1 năm vừa qua. Và kính chúc cho hai event mãi mãi thành công, sẽ kết hợp thật là nhiều chương trình. Cảm ơn hai event đã xuất hiện nhân thân xuân của Thi. Yeah. Xin chào, vậy là hai event đã chính thức có thai sinh được tròn 1 năm rồi. Thêm tuổi mới, chúc cho Hà Nội Bank ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình và đạt được sự tin yêu trong lòng khách hàng. Chúc cho đội ngũ nhân sự của Hà Nội Bank ngày càng sức khỏe và đưa thương hiệu của Hà Nội Bank bay cao bay xa. Best wish for you. Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của Hà Nội Bank, xin được chúc cho các thành viên của Hà Nội Bank và đặc biệt là công ty Hà Nội Bank luôn phát triển, không những là Hà Nội Bank sẽ phát triển trong 1 năm, 10 năm mà 20 năm nữa, xin chúc cho Hà Nội Bank luôn luôn phát triển. Xin chào tất cả mọi người. Vậy là em đã cộng tác được với Hà Nội Bank được 1 năm và hôm nay là xin chúc mừng sinh nhật của Hà Nội Bank. Mong là em sẽ có cơ hội cộng tác với mọi người nhiều năm hơn nữa để ăn được nhiều cái sinh nhật của Hà Nội Bank hơn. Và lần nữa xin chúc Hà Nội Bank là càng ngày tuổi càng lên thì tên cũng càng lên theo tuổi, càng lên thì tên cũng càng lên theo tuổi. Xin chào tất cả các bạn thành viên trong công ty. Hôm nay cũng là Hà Nội Bank cũng đã tròn được 1 năm và cũng lần hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của Hà Nội Bank. Mình xin chúc Hà Nội Bank càng ngày càng phát triển hơn nữa. Sắp tới sẽ nhiều thêm thành viên, nhân sự này kia nọ, càng ngày càng nhiều, càng đông vui hơn. Và chúc cho Hà Nội Bank càng ngày càng bay xa, càng vươn xa hơn nữa. Happy birthday. Hi, xin chào. Như vậy là chắc chắn là
Bọn cũng biết là chúng ta đã trải qua một năm rồi, chúng ta đã làm nên một cái câu chuyện mà tất cả mọi người cùng đồng lòng với nhau. Và chắc chắn mọi người cũng thấy là trong một năm vừa qua là có nhiều biến động về thị trường, cũng ảnh hưởng khá nhiều về ngành nghề của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không vì điều đó mà chúng ta cần đoàn kết hơn để chúng ta sẽ cố gắng hơn. Và hy vọng là một năm vừa qua chúng ta sẽ mang lại không nhiều kết quả lắm, nhưng mà nó sẽ mang lại rất nhiều những cái gắn kết với nhau. Và chúc cho hai bên luôn phát triển, luôn thành công. Và chúc mừng sinh nhật hai bên tròn một tuổi cũng là một bước khởi đầu để chúng ta luôn luôn phát triển và đồng hành với nhau. Trân trọng cảm ơn mọi người nhé. Chúc mừng sinh nhật hai bên. Move along to the song, singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let it take control.